Chào mừng các bạn quay lại audiobook The Magic Phép Màu do tác giả Shonda Barnea viết qua giọng qua lời dịch của Nguyễn Phúc Quang Ngọc và qua giọng đọc của Minh Diễm. Chắc hẳn rằng những ngày qua các bạn đã có những trải nghiệm tuyệt vời và lòng biết ơn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm và thấm đẫm thêm lòng biết ơn cùng với ngày thứ 5 trong chuỗi 28 ngày biết ơn. Ngày 5, tiền bạc nhiệm màu. Người biết ơn luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn mãi thiếu thốn. Sách Thánh Ca Cơ Đốc Giáo. Nếu trong cuộc sống bạn thiếu thốn tiền bạc, thì hãy nhớ rằng cảm giác lo âu, ghen tị, đố kỵ, thất vọng, chán nản, nghi ngờ hay sợ hãi về tiền bạc sẽ không bao giờ khiến bạn có nhiều tiền hơn. Bởi vì những cảm xúc ấy đến từ việc bạn không biết ơn tiền bạc. Phàn nàn về tiền bạc, cãi nhau về tiền bạc, chán nản về tiền bạc, phê phán về số tiền phải trả cho thứ gì đó, hoặc khiến ai đó cảm thấy tiêu cực về tiền bạc, tất cả đều không phải là lòng biết ơn. Và tình hình tài chính của bạn sẽ không bao giờ được cải thiện, chỉ có tệ đi mà thôi. Dù tình trạng hiện tại như thế nào, thì chính ý nghĩa rằng mình không có đủ tiền là biểu hiện cho sự vô ơn với số tiền mà bạn đang có. Bạn cần phải thôi nghĩ về hiện trạng của mình và cảm thấy biết ơn số tiền mình đang có. Như thế thì tiền bạc trong cuộc sống của bạn sẽ được gia tăng một cách nhiệm màu. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc sẽ được ban tặng thêm, và anh ta hoặc cô ta sẽ dư dả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc thì những gì mà anh ta hoặc cô ta đang có cũng sẽ bị tước đi. Cảm thấy biết ơn đối với tiền bạc khi chỉ có một số tiền ít là một thử thách với bất cứ ai. Nhưng một khi đã hiểu rằng mọi thứ sẽ thay đổi cho đến khi bạn cảm thấy biết ơn, thì bạn sẽ có động lực để làm điều đó. Vấn đề về tiền bạc có vẻ hơi nhạy cảm với khá nhiều người, đặc biệt khi họ không đủ tiền. Vậy nên cả hai bước quan trọng trong phương pháp tiền bạc nhiệm màu. Điều quan trọng là bạn phải đọc qua những nội dung trong phương pháp tiền bạc nhiệm màu vào đầu ngày, bởi vì bạn sẽ tiếp tục thực hiện phương pháp này trong suốt ngày hôm đó. Hãy ngồi xuống và dành vài phút để nghĩ về tuổi thơ của bạn. Khi bạn chưa có hay chỉ có rất ít tiền, hãy nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chi trả giúp bạn. Sau đó nói và cảm nhận sự kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với mọi kỷ niệm ấy. Bạn luôn có đủ thức ăn để ăn không? Bạn có sống trong một căn nhà không? Bạn có được đi học trong nhiều năm không? Bạn đến trường mỗi ngày bằng phương tiện gì? Bạn có sách để đọc, có bữa trưa hay những thứ cần thiết khác ở trường không? Bạn có từng được đi nghỉ khi còn nhỏ không? Bạn có món quà sinh nhật thú vị nhất mà bạn từng được nhận khi còn nhỏ? Bạn có xe đạp, đồ chơi hay thú cưng không? Bạn có được mua quần áo khi cơ thể lớn lên một cách nhanh chóng không? Bạn có đi xem phim, chơi thể thao, học nhạc cụ hay thực hành một sở thích nào không? Bạn có đến thăm khám bác sĩ và uống thuốc khi bị bệnh không? Bạn có đến khám nha sĩ không? Bạn có những nhu yếu phẩm hàng ngày không? Như bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội. Bạn có xem tivi, gọi điện, dùng bóng đèn hay nước và điện hay không? Tất cả những điều này đều tiêu tốn tiền, và bạn đã nhận được tất cả chúng mà không phải trả một đồng nào cả. Khi bạn nhớ lại ký ức về tuổi thơ ấu và niên thiếu, bạn sẽ nhận ra mình có rất rất nhiều tiền từ người khác, vốn phải làm việc vất vả để tạo ra chúng. Hãy biết ơn từ tình huống và từng ký ức, bởi vì bạn sẽ cảm thấy thật sự biết ơn với những khoảnh khắc mình nhận được trong quá khứ. Số tiền của bạn sẽ được gia tăng trong tương lai. Đây chính là sự đảm bảo từ quy luật của vũ trụ. Để tiếp tục thực thi phương pháp tiền bạc nhiệm màu, hãy lấy một tờ đô la ra và viết lên trên một mẫu giấy và tờ tiền đó với nội dung như sau: cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong suốt cuộc sống. Hôm nay hãy đem theo tờ tiền nhiệm màu ấy, để nó trong ví, trong giỏ sách hay trong túi quần, ít nhất một lần trong buổi sáng, một lần trong buổi chiều, hoặc bao nhiêu lần tùy thích. Hãy lấy tờ tiền nhiệm màu ra
và cầm nó trong tay, đọc những từ mà bạn viết với lòng biết ơn thật sự cho sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn đang có trong quá khứ. Cảm xúc của bạn càng thật bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu thì phép màu sẽ thay đổi tình trạng về tiền bạc của bạn nhanh chóng bấy nhiêu. Bạn không bao giờ biết trước khi nào tiền bạc của mình sẽ gia tăng, nhưng bạn sẽ thấy rất nhiều tình huống thay đổi và mang lại nhiều tiền bạc hơn. Bạn có thể tìm thấy những khoản tiền mà trước đây không hề biết, hoặc nhận được những khoản tiền mặt hay ngân phiếu bất ngờ, hoặc được giảm giá, được hoàn tiền hay được giảm chi phí, hoặc nhận được rất nhiều sản phẩm vật chất mà thông thường phải tốn tiền mới có được. Sau ngày hôm nay, hãy đặt tờ tiền nhiệm màu ở nơi mà bạn vẫn có thể nhìn thấy thường xuyên mỗi ngày để gợi nhắc bản thân biết ơn về khoản tiền đủ đầy mà bạn nhận được. Và cũng đừng quên rằng bạn càng nhìn vào tờ tiền nhiệm màu nhiều lần thì bạn càng kích hoạt cho phép nhiệm màu bao nhiêu. Càng nhiều lần biết ơn với tiền bạc đồng nghĩa với việc bạn càng có nhiều tiền bạc. Nếu bạn nhận thấy mình đang ở sắp sửa phàn nàn về vấn đề liên quan đến tiền bạc, có thể nói ra hoặc chỉ người trong đầu, thì hãy hỏi chính mình: tôi có sẵn sàng trả giá cho lời phàn nàn này không? Bởi vì chỉ có một lời phàn nàn ấy cũng có thể ngăn chặn dòng chảy tiền bạc đến với bạn. Từ hôm nay trở đi, hãy tự hứa với chính mình rằng bất cứ khi nào bạn nhận được tiền, dù là tiền lương, tiền hoàn trả hay giảm giá, bất cứ thứ gì người khác cho bạn và bạn không phải tốn tiền mua, hãy cảm thấy sự thật biết ơn chúng. Trong tình huống này, bạn đều nhận được tiền và mỗi tình huống đều là một cơ hội để bạn sử dụng sức mạnh nhìn màu của lòng biết ơn, từ đó gia tăng số tiền của mình để có thêm, thậm chí còn nhiều hơn số tiền bạn đã nhận được. Thực thi phương pháp nhìn màu số 5: tiền bạc nhiệm màu. 1. Lặp lại các bước từ 1 đến 3 của phương pháp nhiệm màu số 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc, viết ra danh sách 10 điều phúc lành. Viết ra lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn, đọc lại danh sách với mọi điều phúc lành. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với mọi điều đó. 2. Ngồi xuống và dành ra vài phút nghĩ về tuổi thơ của mình, tất cả những thứ mà bạn nhận được hoàn toàn miễn phí. 3. Hãy nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chia trả giúp bạn. Hãy nói và cảm nhận từ kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với mọi kỷ niệm. Lấy một tờ đô la ra hoặc một tờ tiền mệnh giá nhỏ, viết trên một mẫu giấy dán vào tờ tiền đó như sau: cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. 5. Hôm nay hãy đem tờ tiền nhìn màu ấy và ít nhất một lần trong buổi sáng, một lần buổi chiều hoặc một lần tùy thích. Hãy lấy tờ tiền nhìn màu ra và cầm nó trên tay, đọc những dòng chữ đã viết với lòng biết ơn thật sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn nhận được. Sau ngày hôm nay, hãy đặt tờ tiền nhìn màu ở nơi bạn vẫn có thể nhìn thấy thường xuyên mỗi ngày để gợi nhắc bản thân biết ơn về số tiền đủ đầy mà bạn nhận được trong cuộc sống. 7. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhìn màu trong tay và nói từ nhìn màu: cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm nay. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật là thú vị khi đồng hành cùng 28 ngày thấm đẫm lòng biết ơn.